Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4:30 ngày 27/11/2012, nhằm ngày 14/10 Nhâm Thìn. Hôm nay là chúng ta sinh hoạt nghiên cứu tới kỳ thứ 195, tức là chúng ta sinh hoạt được là 195 bài học trong những cái tập thơ nhỏ có nhân đề là Nó Ta Chỉ Tăng. Hôm nay với cái đề tài là, với cái bài thơ có cái nhân đề là Chánh Tri Kiến. Chánh Tri Kiến, cái bài này đó thì nghe qua thì cũng có gì lạ hết, nhưng mà tôi xin thưa là chúng ta học Phật thì phải chú trọng về văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nếu mà chúng ta đi theo con đường văn tư tu đó thì chúng ta mới thấy được cái sự sâu, sâu sắc, hay ho của giáo lý đạo Phật. Nếu mà đọc mà qua qua, đọc để cho nó hết cuốn sách, hết ngày giờ đó thì chúng ta không có thu thập được cái kết quả lớn đâu. Cho nên cái đề tài Chánh Tri Kiến ngày hôm nay sao vậy đó, mà tôi xin lưu ý các Phật tử, các vị tăng ni trẻ, nhắc tới cái đề tài Chánh Tri Kiến này đó, thì tôi cũng gợi ý để nhắc lại để các vị nhớ cái chữ trong Kinh Pháp Hoa, rằng là Đức Phật, cái đại sự nhân duyên Đức Phật ra đời, có mặt ở đời, cái điều kiện lớn, cái nhân duyên lớn, cái việc lớn của Phật cần có mặt trên đời này đó, là mở bài và chỉ bảo cái tri kiến Phật cho chúng sanh nghe, chúng sanh thấy, chúng sanh biết, để mà học đạo, hành đạo, để đạt đạo, để chứng đạo. Mà muốn học đạo, hành đạo, đạt đạo, chứng đạo thì phải có Chánh Tri Kiến mới được. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật Tri Kiến. Phật có mặt ở đời là nhằm mở bài, nhằm chỉ dạy, hướng dẫn cho chúng sanh tỏ ngộ về cái tri kiến chân chánh. Tri kiến Phật chân chánh của mình. Nên mình trong con người mình vốn có cái tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật chân chánh. Tri kiến Phật là đương nhiên là chân chánh nhá. Chứ Phật có nghĩa là tỉnh thức, có nghĩa là giác ngộ, có nghĩa là trong sáng. Mà chánh tri kiến thì đương nhiên là đó là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó.
Cho nên nếu mà chúng ta thường ở trong tư duy và trong thiền định của đạo Phật, quen rồi, lâu rồi, gặp một chữ gì, một danh từ, một ngôn từ, nhìn thấy một sự vật nào đó, các vị cũng có thể nó sanh ra cái đề tài thiền định được hết đó. Tôi xin nhắc Phật tử như thế, xin nhắc là người trẻ như thế. Chẳng hạn như là cái cuốn sách này ra thấy đề tài chánh trị kiến là tôi nhớ thôi, liên tưởng tới giáo lý của Kinh Pháp Hoa. Mà liên tưởng tới giáo lý Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật ra đời, sự có mặt của Phật là nhằm mở bài, hướng dẫn, chỉ bảo cho chúng sanh tỏ mò và đi sâu vào cái tri kiến Phật của mình. Đấy, tôi nói, tôi lập cái làm như vậy là tại vì có những kinh điển người ta dịch cũng một câu như vậy mà ta dịch sai ra, lạc ra, ta không hiểu được cái ý thì ta dịch cái câu đó nó làm cho các vị hư toàn cái bộ kinh đó nha. Đọc toàn cái bộ kinh cả ngày tụng nguyên một bộ vậy đó mà các vị tụng không trúng cái ý Phật là muốn dạy mình cái gì. Cho nên cái chữ Phật tri kiến đó là cái tri kiến Phật, và tri kiến Phật là Phật nhằm mở bài chỉ dẫn khai thị cho mỗi người tỏ mộ về cái tri kiến Phật vốn có của mình, chứ không phải là cái tri kiến của ông Phật nào đó, không phải vậy. Chỗ đó là hiểu nhiêu đó cũng là thấy cái sâu sắc nữa đó. Hiểu nhiêu đó là cũng là nó nâng cao cái bậc tánh vốn có của mình, làm cho trên đường tu tập của mình không tự khinh mình trong tất cả các cái sự khinh chê, khinh thị, phỉ báng. Chỉ có cái khinh chê miệt mài khinh thị mình là thiệt thòi lỗ lã nặng hơn hết. Bởi vì nếu mà mình khinh mình không biết cái tri kiến Phật vốn có của mình đó thì gọi là tu hành đó, nhưng mà cả một cái đời mình như đó làm lụng ra cực khổ vậy, có tiền có bạc rồi đem dân đường này đi cúng được đi lại đường đó, rồi khấn thần này van xin thánh kia, trong đó cả có cả gian xin Phật, anh xin Phật để nhờ Phật phù hộ giúp đỡ việc này việc nọ đó. Thì cái việc mà tôi làm như vậy đó tức là mình khinh mình đó, mình không phát hiện được cái tri kiến Phật vốn có của mình, không phát hiện được cái Phật tánh vốn có của mình cầu thần thánh ở bên ngoài, cầu Phật ở bên ngoài, cầu trời ở bên ngoài là không hề có được gì hết. Chẳng hạn như đời Nam Bắc Triều có Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là một vị đại thí chủ. Lần tôi sẽ nói rõ thêm về cái việc ông đại thí chủ Lương Võ Đế. Bản thân mình làm vua chùa, làm đạo, làm điệu, làm nhà sư 4 lần. Và chính bản thân Lương Võ Đế tự nói đặt mình vào một người trong những người dịch kinh Phật, dịch kinh từ chữ Phạn, chữ Bali ra chữ Trung Quốc. Bởi vì ông là người thích danh, thích phước đức, cho nên là để sẵn sàng đóng góp vào việc đó, đặt mình là một vị dịch giả trong cái số người gọi là cao tăng dịch kinh hồi xưa. Rồi ông tự đặt mình là cái người có thể là sáng tác ra những cái thứ gọi là kinh điển Phật. Chẳng hạn như cái bài về cấm cái giới mà giới sát, giới tử nhục.
Anh Trà Trường nó bắt đầu từ cái bài của Lương Trần Đấy. Ông thích quá, ông tôn trọng Phật quá, quá quá đủ. Thành ra cái vấn đề mà tâm tịch về tâm tịnh nhục hay là ngũ tịnh nhục của Phật hồi xưa, cái giai đoạn đầu đó ông phủ nhận cái đó, ông nói phải ăn chay trường mới có. Cấm trong các hàng quần thần phải có kiên cử về tử nhục, không được ăn thịt, không được uống rượu, nghĩa là phải ăn chay trường. Và ông đem đất nước và dân cúng cho Phật để nhờ sự che chở giúp đỡ của Phật mà làm cho quốc thái dân an, làm cho phong điều võ thuận. Có lần nọ cái tháp của chùa bị cháy, rồi ông là cái người mà nói rằng là đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng cũng là ông nói rằng là mình tu như vậy đó, vậy mà ma yêu ma tinh quá gì đó nó còn khuấy phá nhà chùa được, cho nên những cái tháp ông làm cái tháp bảy tầng cao vậy đó mà nó cháy. Cho nên là ông nói là mình phải làm cái tháp cao hơn nữa, chứ đạo cao nhất ma cao nhất trường. Vậy thì thành ra ông Lương Giáo Đế là cái người tinh Phật dữ lắm. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy để tôi nhắc nhở các vị là đại thí chủ, mà nếu mà mình cũng không có trúng cách, mình tốn tài vật rất là lớn, rất là nhiều, mà coi chừng đó mình không có được phước. Phước nó không có ở trong cái sự lo lót hối lộ cho thành thánh, cho trời Phật. Bởi vì thành thánh trời Phật mà đem vật chất lễ phẩm mà cúng dường để cầu nguyện nhân sinh đó, nó thành ra thành hiện thánh mà vì cái cổ lộ như vậy, của cúng dường như vậy mà phù hộ thì đâu còn là thành thánh nữa được. Cho nên cái việc làm nó sai đó, làm thí chủ mà vẫn cứ sai, mà sai là không có lợi. Thành ra đại thí chủ cúng nhiều dường như Lương Giáo Đế mà cuối cùng là ông bị chết ở trong nhà lao, ông có đâu có được băng hà chết như là nhà vua có được cái chữ băng hà đâu. Thường nhà vua chết đàng hoàng thì cái chữ mà được tặng quý tôn quý là băng hà. Băng hà là để nói lên là sự chết của nhà vua nó giống như là núi mà nó sụp đổ xong vậy, trọng đại vậy. Mà Lương Giáo Đế là cái người không có băng hà, chết trong nhà giam. Là tại vì trong cái đời tu hành của ông không có chánh tri kiến. Bồ Đề Đạt Ma nhằm cái lúc đó là lúc Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc thì gặp Bồ Đề Đạt Ma, Lương Giáo Đế hỏi gì chứ tôi làm đại thí chủ, sự nghiệp cúng dường của tôi lớn như vậy đó, ông nhắc tôi có phước không? Bồ Đề Đạt Ma là người nói thẳng, nói thật, vì đạo mà nói chứ không phải lùa để mà làm quốc sư. Cho vua mà lùa vua là vua cho làm quốc sư sướng lắm. Cho nên ở Trung Quốc quốc sư nhiều lắm là do tu mà mình lùa đó. Lùa cái rồi là mới ẩm khoái, mới ẩm cho mình làm quốc sư. Lương Giáo Đế thì không cần cái sự là phong tặng của nhà vua, cho nên Lương Giáo Đế nói làm vậy đó, cái đó học có bước. Rồi ông trụ dập Lương Giáo Đế là Lương Giáo Đế là khi mà đến Trung Quốc là ở bên cái phía Nam Triều, nhưng mà ông trụ dập rồi Lương Giáo Đế phải len lỏi đi lùng lụng lên về phía Bắc, cho nên ông về phía đất Bắc. Ông mới là lên tới cái núi Tung Sơn, mà ông mới là trụ ở chỗ cái núi Tung Sơn đó, lập ra cái chỗ gọi là Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự là ông lập chùa rồi ông tu vậy thôi, chứ không phải như Thiếu Lâm Tự ngày nay mà tôi đã từng làm bài thơ đó.
Bài thơ đó là Thiếp Lâm Tự miền Nam mình nổi tiếng là tại vì là Thiếp Lâm Tự đó các ông đó là sát cánh với quốc sư, là với vua, tức là nhà sư mà làm chính trị rồi, tham gia chính trị. Mà trong đó là đường Lý Thế Dân là ủng hộ chùa Thiếp Lâm Tự rất là tích cực. Do vậy mà nó phát triển nhiều đời chỗ đó, và những cái tay mà võ nghệ cao cường đó là vào trong cái chùa đó tu mà có võ thì một cái môn luyện tập cũng là tăng trưởng sức khỏe cũng tốt, nhưng mà võ học để rồi đi chiến đấu đi quân nhật mà giống như là mình nghe trong truyện trong phim rồi đó thì cái đó sai rồi, cái đó không phải là tôn chỉ của phải là tôn chỉ của tổ Bồ Đề Đạt Ma như vậy. Do vậy mà vấn đề mà mình nghiên cứu mình học Phật pháp theo ba tạng giáo điển của Trung Quốc đó, gọi là Đại Thừa Tạng đó, còn nhiều cái phải lựa chọn ra bỏ dữ lắm. Chứ mà tất cả những cái gọi là kinh điển ở trong Đại Thừa Tạng của Trung Quốc đó mà mình để nguyên mình ta viết cái gì trong đó mình cũng đọc rồi mình cũng nghe rồi mình cũng làm theo hết đó, là vô số cái sai lầm, còn vô số cái sai lầm đến không sể. Trong đó không có cái tính tri kiến được. Muốn có tính tri kiến là mình phải lựa giống như con thiên nga đi kiếm mồi vậy. Còn đúng cái gì mình cũng nghe, đúng cái gì mình cũng làm theo, đúng cái gì mình cũng gọi là học theo cái Đại Thừa Tạng của Trung Quốc thì còn xa lạc dữ lắm. Mất chánh trí kiến dữ lắm. Bây giờ mình đi vào cái vấn đề, cái đề tài để thử coi cái bài này nói gì ha, nhắc nhở mình cái gì. Cái bài này bữa đó chứ làm sao khi không được tôi làm cái bài này bằng chữ hát mà tôi không dịch ra không có dịch nôm mà lại là làm bằng hát nôm. Bài thơ là vạn pháp bổn lai tánh tịch nhiên, phi hòa phi hợp giả phi duyên, hữu vô tình thức giai phi tướng, vũ trụ càn khôn nhất thể chân. Cái bài này nếu nói về sâu sắc đó thì cái ý nghĩa nó sâu sắc lắm. Mình phải có một trình độ tu tập tư duy quán chiếu sâu sắc mình mới thấy được cái lý, cái nghĩa lý của cái bài này. Giải pháp bổn bản lai tánh tịch nhiên, phi hòa phi hợp giả phi duyên, hữu vô tình thức giai phi tướng, vũ trụ càn khôn nhất thể chân. Cái này câu đầu để cho biết rằng giải pháp bản lai tánh tịch, tánh tự nhiên. Cái câu thứ tư của bài kệ là vũ trụ càn khôn nhất thể chân. Khó đấy, khó ở cái chỗ là Phật tử chúng ta hay là hàng tăng ni đệ tử Phật xuất gia chúng ta không thấy được cái tánh thanh tịnh, cái tánh là cái tánh tự nhiên, cái thể chân như cái tánh tự nhiên của hiện tượng vạn pháp, của hiện tượng vạn pháp của vũ trụ càn khôn từ xưa nay.
Vì con người chúng ta ai cũng có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Đó là phần chủ thể nhận thức. Mà ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý là chủ thể nhận thức như vậy. Và khi mình nhìn ra đó, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, sao cái bóng đối tượng đó? Sắc là một đối tượng của mắt, một đối tượng phản, phản quan, phản chiếu của mắt. Thanh là đối tượng của nhĩ căn, của lỗ tai. Hương là đối tượng của tỷ căn, của lỗ mũi. Vị là đối tượng để nếm đó, của lưỡi. Xúc là đối tượng cọ sát, xúc chạm của thân. Và pháp là đối tượng tư duy, nhớ nghĩ của ý căn. Thế thì thông thường á, sáu căn của chúng ta khi mà nó tiếp xúc với sáu cảnh thì nó không hề có thanh tịnh, không hề có thanh tịnh. Do vậy cho nên khi nào mà là lục căn của chúng ta mà nó tiếp xúc với lục căn mà nó không còn sự thanh tịnh, đó là cái mà làm cho chúng ta bị cái chi kiến mặt của chúng ta bị thay đổi, bị chuyển biến rồi đó nha. Đó, cái bài này là đề tài là tính chi kiến. Nếu nhìn bằng Phật nhãn, bằng cái con mắt và trí tuệ giác ngộ trọn vẹn của Phật đó, ngang bằng với cái trình độ của Phật đó, thì giảng pháp sắc thanh hương vị xúc pháp nó không, nó tự nhiên của nó như vậy. Nó không có tội lỗi gì hết, nó không có sai trái gì hết, nó không phải là cái nguyên nhân làm đau khổ cho ai. Cho nên là sắc thanh hương vị xúc pháp nó là cảnh thôi, nó là tiền cảnh, là đối tượng của lục căn. Rồi lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta nhìn nó với cái tánh và nhất thể trần của nó đó, thì là mắt tai mũi lưỡi của chúng ta đó là nhìn thấy được cái tánh mà tự nhiên bản lai của nó đó, của lục cảnh đó, của sáu cảnh đó. Thì vũ trụ càng khôn cũng như là giảng pháp trước mắt mình đó, từ nó không có tội lỗi gì hết, nó thanh tịnh, nó trong sáng. Do vậy mà căn á, cái cảnh đó là căn cảnh. Mà nếu mình nhìn thấy căn cảnh vẫn là căn cảnh thôi, thì lúc đó là mình đạt tới cái trình độ cao, mình trở về với cái tri kiến Phật của mình rồi đó. Trở về với tri kiến Phật là lúc nào là nó biểu hiện ra sao? Là lúc đó tôi vừa nói đó, căn tiếp xúc với cảnh, cái tất tật nhiên vất lặng thanh tịnh của nó y nhiên như vậy, không ra khởi một cái niệm nào khác để xen lẫn vào trong đó. Thì cái lúc đó căn và cảnh đó là sống bằng cái tri kiến Phật. Thành ra Đức Phật mà xuất hiện ở đời khai thị cho chúng sanh về cái tri kiến Phật là nhắc nhở, là bồi dưỡng, là dạy dỗ về cái tấm đó. Phải học đạo, hành đạo để đạt đạo, để đạt tới cái trình độ mà căn và cảnh đó, nó không có ràng buộc nha.
đó là mình trở về với cái tính tự nhiên thanh tịnh của căn biệt cảnh vốn có, cái đó gọi là trí kiến thần. Nhưng mà thật sự đây là tôi nói là các vị phải thiền định đó nha, chứ không phải nghe không có được. Các vị phải tư duy thiền định đi. Tất cả chúng ta nhìn lục căn chúng ta mà nhìn vô lục cảnh đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta mà tác động mà nhìn vào sắc thân thân vị xúc pháp đó, không có, chúng ta không có được. Chúng ta không có để cho nó cái tất tự nhiên của nó, mà chúng ta chen vào một cái ý niệm, hoặc là vui, hoặc là mừng, hoặc là thích, hoặc là ghét, hoặc là thương, hoặc là muốn lấy, hoặc là muốn bỏ. Do vậy mà sắc thanh hương vị xúc pháp, cái tất tự nhiên vốn có thanh tịnh vốn lành của nó trở thành ra là cái nguyên nhân đau khổ cho con người. Do vậy mà sắc bây giờ gọi nó là sắc trần. Chỉ sắc là nói chung là tất cả vật chất. Tất cả vật chất là tự nó thành thành thì nó không có, nó là cảnh thôi, nó là cảnh đối tượng của cái thấy thôi. Vậy mà mình chen vào cái thức của mình, hoặc cái ý của mình, ý thức mình chen vào, mình nhận thức đó, rồi mình sinh ra lục dục, sinh ra thất tình. Do vậy mà sắc nó thành ra sắc trần. Vậy nghe âm thanh lên nó cũng thành ra thanh trần. Âm thanh là tiếng nói của con người, nói lành, nói dữ, nói tốt, nói xấu, thì mình nghe nó thành ra là có lành, có dữ, đành đi. Thậm chí là cái âm thanh tự nhiên của các cái thứ âm nhạc. Vậy mà mình nghe âm thanh của âm nhạc cũng có cái để làm cho mình rũ rượi, mình lưu luyến, rồi khúc đau hân sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau, khúc đau tư mã phượng cầu, nghe ra như quán như sầu phải tránh, cây khang này khúc quảng lăng, một rằng liếm chúa hai đồng tư gia, trông như tiếng hạt bay qua, đụng như nước suối mới xa nửa dời, tiếng khoan như gió thổi ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu, khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chính khúc và khi trao đôi mày, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Đấy là cái đoạn đó là Đại Thi Hàm mới du tả về cái khúc mà cái lúc mà Thúy Kiều đờn cho Kim Trọng nghe, mà nó ra nỗi niềm như thế đấy. Nghe tiếng nhạc có lúc thì trong như tiếng hạt mai qua, có lúc thì đục như nước suối mới xa nữa giờ, tiếng khoan như gió thổi ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, làm cho ngọn đèn khi tỏ khi mờ, làm cho người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu, khi thì phải tựa gối, khi thì phải cúi đầu, khi thì phải dày dò chính khúc, mà khi thì phải trao đôi mày, buông lòng mà thốt ra nàng đờn hay quá, em đờn hay quá, rằng thấy hay thì thật là hay, mà nghe ra nó ngậm đắng nuốt cay thế nào. Cho chi những bậc tiêu tao dục lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Ủa, nghe nó dục lòng quá, nó tan nát cõi lòng quá. Mà có lẽ em cũng nao nao cõi lòng của em như vậy. Thế nên tại sao em đền chi khúc đền đó, khúc dẹp đà, khúc cái bản nhạc đó trường đó. Cái này Kiều nói rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Buồn vui là cũng tính trời với em, thì em đã lỡ học cái đó về quen rồi, mất hết quen mất cái nét đó đi rồi, cho nên giờ có buồn hay có vui đi nữa coi như nó vậy em chưa sửa được, 15 năm sau em sửa được, chứ bây giờ em sửa chưa được. Đấy, do vậy mà cái thanh nó thành trần là vậy, nó làm cho khi dò chính khúc, khi trao đâu mà.
từ đó là người ta trần cái tiếng, âm thanh đâu có trần gì đâu, đâu có đau khổ cho ai đâu, đâu có dơ dáng gì, chỉ trần có nghĩa là bụi, có là nhiễm ô, âm thanh đâu có bụi bặm gì đâu, đâu có nhiễm ô gì đâu, vậy mà nó làm ra bụi bặm nhiễm ô, làm bụi bặm nhiễm ô tâm tính con người, đau khổ con người. Rồi hương cũng vậy, hương vậy chứ nó có mùi đặc biệt lắm, có cái mùi nó làm cho người ta quyến rũ gì. Do vậy mà những cái nhà mà là có cái thấm âm, cái khiếu của người ta phải chết là những thứ nước hoa, làm cho cái mùi nước hoa đó nó lôi kéo, nó hấp dẫn cái người, cái đối tượng được bị ngửi. Trong đó là nổi thuốc điếu thôi cũng vậy mà, nổi thuốc điếu thôi mà nó nhiều thứ thuốc điếu lắm, mà có thứ thuốc điếu hút rồi là nghiện, nghiện luôn à, nghiện, nghiện, nghiện luôn à. Hút là phải thuốc đó chứ còn thuốc khác là hút không có ngon, không chịu, không mua. Nó hương nó thành hương trần là vậy. Mình nói tới thuốc chúng tôi chứ đừng nói tới áp hiện, tới heroin gì đó, cái đó không dám nói. Heroin với áp hiện, ma túy gì đó, mà nó không gì đó, đừng có nói tới đó. Đừng bao giờ chơi. Dù là một lần cũng đừng thử. Xã hội người ta đã nghiên cứu rồi, tôi nói đừng thử một lần với thuốc điếu, ở với áp hiện, với heroin. Thuốc điếu là cái mà thấp nhất đó. Thuốc lá đó. Mà quen cái rồi nó thành ra hương trần, hút cái đó phải một hiệu thôi chứ hiệu khác không hút. Tôi ở đây thì cũng vậy, tôi cũng bị hương trần hết chứ. Vậy giờ ở đây này quen rồi uống cái trà ổ lông đó, Phật tử ta cho uống nó quen rồi, giờ thì trà tôi uống không có quý lắm, nó bực trung thôi. Còn trà quý nữa là mấy trăm đô, 1-2 trăm đô một hộp mua ở Đài Loan, ở Trung Quốc á. Còn ở đây thì tôi mua thì ký lô đó thì 500-600 trà ổ lông. Mà uống quen cái đó rồi thì là nó thật xúc trần đó, xe nó ngồi êm, xe đó cái bộ nhúng tốt, mình mê cái đó là tôi bị xúc trần đó. Quần áo cũng vậy, đem giường ngủ cũng vậy, mình mê nó, không có cái đó mình chịu không được. Thành ra cái bộ nệm của giường ngủ nó cũng là một cái thứ đối tượng của xúc trần đó. Còn như pháp trần thì tôi mới nói hôm đó, pháp trần là gì? Là cái bóng dáng của vật chất, của sắc. Hiện giờ nó còn lưu lại trong cuộc sống, trong đầu óc của mình, chứ trước mắt mình nó không có nữa. Vậy mà mình vẫn lưu luyến, vẫn đam mê, vẫn nhớ nhung, vẫn thèm thuồng. Đó là mình cái pháp trần là do vật chất, do sắc. Rồi mình nghe những cái bản nhạc thì bây giờ ngồi đây mình vẫn nhớ. Nhớ là thậm chí là mình phải đam mê, mình đi tìm kiếm cái nào đó, đi mua đĩa, đi mua tù gì đó. Thì đó là cái sự lôi kéo của thanh trần, của hương, của vị, của xúc, của pháp cũng cứ như thế. Mà tư duy, mà nhận thức, tức là những cái hình bóng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp nó lưu lại, nó làm cho mình không có trước mắt mà mình vẫn nhớ nghĩ, làm cho tâm tánh mình bị chao đảo. Bị lưu luyến, bị nhớ nhung, bị mất đi cái tánh nè, cái tánh chính trị kiến của mình. Đấy, do vậy là mình bỏ mất chính trị kiến là vậy. Lục căn của mình nó xúc đối với lục cảnh, nó sinh ra lục trần đấy. Cho nên mình phải học cái câu đầu là giải pháp bản lai tất tự nhiên đó. Mình phải làm sao, mình phải tìm đến cách nào để cho
mình sửa đổi, làm cho mình thấy cái tánh tự nhiên của giải pháp bản lai. Đừng chen vào, đừng chen cái tri kiến của mình để mình phân biệt. Tôi thấy tôi có gợi ý là tôi phát minh ra hai cái cách mà để tu tập á, tôi nhắc cho Phật tử để ý á. Mình tập và mình lấy cái câu mà thành ngữ của dân gian, mà mình ứng dụng câu thành ngữ của dân gian đó, mình cũng có thể giúp cho mình tu tập được. Một là đối với giải pháp, đối với sự vật hiện tượng, vạn pháp, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, mình nhìn một cách dễ dàng, thông thả và buông bỏ, như là qua cái câu thành ngữ là cởi ngựa xem qua. Nhìn giải pháp với cái tâm trạng của người cởi ngựa xem qua, tập như thế cũng là tốt lắm đó. Cái người cởi ngựa xem qua đó, thí dụ như trong cái vườn hoa đó có 1000 thứ hoa đẹp, mà mình cứ cởi ngựa, mình cứ đi hết lối này qua đường kia, đi xem hết qua. Nếu hoa nào mình mê nhiều, mình thích nhiều, màu sắc nào mình thích nhiều thì cho ngựa đi tầm chậm chút. Còn cái nào mà mình thấy vừa thì mình đi nhanh hơn chút. Nhưng mà dầu đi nhanh đi chậm, nghĩa là không có cái ý tham luyến, không có cái ý muốn bẻ hoa, không có ý muốn mua hoa về làm của, mà cứ cởi ngựa xem hoa như vậy là một bước tiến ban đầu đã giỏi rồi đó. Đối với vật chất, sắc thân theo vị xuất phát, mà mình sống trong đó vẫn cứ sống mà y như người cởi ngựa xem hoa vậy là một cái bước tiến mà mình phải tập dữ lắm mới được đó nha. Đó là vận dụng cái câu thành ngữ cởi ngựa xem hoa. Còn mình tu tập lâu rồi tới trình độ cao hơn á, thì mình vận dụng cái cụm từ, cái thành ngữ cao hơn một chút là nói không với vạn pháp, hay là nói không với tất cả. Cũng như bây giờ Việt Nam giờ người ta đặt ra câu thành ngữ đó, hay lắm đó, hãy nói không với ma túy, hãy nói không với HIV. Còn mình đệ tử Phật thì mình tập rồi, hãy nói không với ngũ dục lạc, hãy nói không với vạn pháp, đó là trình độ cao đó. Vận dụng như vậy, học hai câu thành ngữ đó, tu tập tốt lắm đó. Rồi học một câu nữa, hãy nói không với mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường. Còn tôi nói về tôi biết có bao nhiêu người ghét tôi dữ lắm á, tôi biết chứ phải tôi không biết, mà điều tôi học tại tôi không sợ, tại tôi vì lý tưởng giải thoát giác ngộ của Đức Phật chúng ta, tôi nói dùm vậy đó, ai nghe không nghe thôi. Đương nhiên là tôi không có mời, tôi không có ý lôi kéo để làm học trò, làm đệ tử để rồi cúng dường cho tôi nhiều, để tôi lập chùa lập chiền làm tháp làm biết gì hết. Nhưng mà tôi thấy cái trình độ Phật tử phát tâm tu hành có, nhưng mà mê tín dị đoan quỷ quật quan đường nhiều quá, gửi gắm cái hồn của mình trong thần thánh quỷ ma, ở trong cái cảnh giới mà không hề có, gọi là vô sắc giới. Mà cái người mà gửi gắm tâm hồn vào cái thế giới vô sắc giới đó, cho thần thánh, cho quỷ ma để gian giới cầu sinh đó, là người đó là gọi là người vô sắc giới. Tôi sai lạc như thế, không có được cái gì hết. Không có tính trí kiến thì tôi không có được gì hết. Cho nên tôi nhắc cái đó nhiều quá, nhắc kỹ quá, cái nhiều người người ta chưa có bỏ được đó. Người ta nghe, người ta ghét, dữ.
còn những vị bạn bè của tôi mà học đạo hành đạo mà chưa có đi con đường đạo chân chánh được, còn muốn lập chùa dữ quá, còn muốn lôi kéo bổn đạo bá tánh cho nhiều đó, nghe mà tôi nói cái kiểu của tôi đó, có nhiều người ta cũng ghét dữ, giận dữ đó. Nhưng mà cũng may là cái đời này, cái đời thế kỷ 21 này, cái trình độ của mọi người đều nâng lên cao hết, cho nên là tuy là ghét là giận vậy, nhưng mà rồi ta cũng tự nói ôi gì bây giờ cuộc đời này tâm người bán dạng người mua. Ông nói vậy, cái ông Từ Thông ông nói vậy, ông nói vậy, ông nói gì có cái tính cô, cái tính ngang tàn của ông vậy. Mà thì ai chịu nghe nghe, còn mình không nói vậy thì thôi, trăm người bán dạng người mua. Với lại nữa đời giờ thì trên thế giới thì chủ trương là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do học đạo, tự do hành đạo, thì mình ai nấy làm. Giờ vậy cho nên là tuy là có ghét nhưng mà giờ không có ghét dữ như hồi xưa. Hồi xưa cách đây năm bảy trăm năm ngàn năm hồi xưa đó, nó chưa có cái vấn đề tự do đó, mà động chạm tới, động chạm tới cái quyền lợi của người ta, ta giận, ta ghét, ta có thể chém chết, ta giết chết đó. Bây giờ thì cả thế giới đều dân minh hết, đều là ảnh hưởng được cái tự do của nhân loại, thành ra thôi chị ai nói gì nói, dầu có ghét thì mình không ưa gì thôi. Chứ không đến nỗi mà phải đi triệt hạ lẫn nhau. Bởi vì cuộc đời này mà tự do tín ngưỡng thế giới sẽ chấp nhận rồi. Ông kia ông không ưa kiểu mình thì ông nói vậy, đã để là vậy. Chứ tôi biết tôi nói kiểu này nguy hiểm chứ lắm. Cho nên Phật tử phải tập cái đó, mà tập cái đó là tức là đệ tử ruột của Phật, con cưng của Phật, còn mình nó mập thôi cũng không có sao đó. Phật Thích Ca không bao giờ giận ai, nói lẽ phải vậy đó, ai nghe thì tốt, mà không nghe thì nghe người khác, vậy muốn nghe ai nghe, muốn học với ai học, muốn tu theo đạo nào tu. Phật Thích Ca, cho nên Phật Thích Ca cả đời không có khai trừ gì hết, không có khai trừ ông nào hết, kể cả đề bà đặt ra là phá rốt dữ á, đối chọi á, mà cũng không có khai trừ. Rồi cuối cùng là đề bà đặt ra quậy Phật đã đời rồi sau đó thì cũng tới chừng theo sách viết á, chứ còn tôi cũng không có hồi đó biết. Sách viết đó là đề bà đặt ra tới chừng gần chết á, mới bảo đệ tử mình từ trên núi mà khiêng tới chỗ cái núi của Phật để xin sám hối, nguyện trở về qua về nương tựa với Phật, qua về nương tựa với Pháp, qua về nương tựa với Tăng. Đó là sách vở viết như thế. Mà vậy đó, rất là đối chọi phá rối nghi ngờ Phật không hề khai trừ. Phật không có đuổi nào hết. Cho nên là tôi biết rằng là tôi sợ nếu mà tôi chịu không nổi, nếu mà tôi thâu đệ tử nhiều quá tôi chịu không nổi cái bực bội cái gì đó, nó nghe lời gì đó mình phải đuổi, mà đuổi ra mình bị phiền não dữ lắm. Cho nên là cho tới bây giờ là gần 86 tuổi rồi ha, mà không có thâu đệ tử ruột gì cả. Ai mà gọi là đệ tử ruột của tôi đó là tự người đó nói tôi không biết đó. Rồi tự cho là mình là đệ tử ruột gì đó, rồi phê phán, rồi thương, rồi ghét, rồi lúc mà thương, lúc ghét gì đó là tại các cái người đó. Chứ tôi thì không có cái đó. Tôi thì muốn nghe nữa thì nghe, còn nếu mà không bằng lòng nữa thì thôi, nghe học người khác. Chứ không có cái vụ mà tôi ghét, càng không có vụ tôi khai trừ. Đó là cái đường lối mà tôi đã lượng biết mấy chục năm nay trong cuộc đời học đạo hành đạo của mình. Cái đó là tôi nói vậy để tôi nhắc cái tâm đi trẻ. Nếu mà các vị bắt chước tôi, cái đó các vị cũng có cái xuống đó nghe. Mà cái tôi nói đó không phải là tôi đặt ra đâu, nhà tôi học Phật đó. Phật Thích Ca không có đệ tử ruột.
giá thì giá vậy đó, mà không có người nào gọi là đệ tử ruột, giống như người nào bây giờ người ta làm đệ tử ruột đó. Cho nên là lần lần tôi sẽ nhắc nhở thanh niên trẻ nghe, cái lão mà đại lão Thích Đạo An ở bên Trung Quốc ở đời Đông Tấn á, ông đặt ra cái thích đó là ông vô tình ông làm cho ông thành ra một cái tông, một cái phái, rồi ông đặt là Thích Đạo, ông là Thích Đạo An, rồi thí dụ như tôi là Thích Tự Thông, rồi Thích Trí Ra Thông, rồi Thích Trí Minh, rồi Thích Hải Nhất, rồi Thích Pháp Tạng, thí dụ vậy. Rồi đó ông nào mà Thích Thiện nó nổi giận lên, nó không nghe lời mình nữa, mình nổi giận lên thì khai trừ nó. Té ra là mình cái thành đặt là cái chỉ thích đó là mình lỗ đó nghe. Cho nên là tôi có thể nói với thanh niên trẻ từ đây nha, từ đây đến là tôi không có quý trọng chỉ thích nữa đâu. Chỉ thích là của ông đã an bài ra, ông làm cho ta thành có một cái phe. Thay vì ở ngoài người ta lập cái đảng là dân chủ, đảng xã hội, là đảng vì dân, đảng gì đó, đảng cầm lao, đảng cộng hòa nhân dân, mình ở đây mình có đặt cái đảng Thích, Thích Tự Thông, Thích Thanh Từ, Thích Quyền Dí ở quên xin lỗi bởi vì tụi tôi đó là anh em nhau mà, là ông nào cũng thích thích vậy đó. Bây giờ kể từ đây tôi xin tuyên bố khai trừ tiểu thích, ly khai tiểu thích, giống như cái tuần hát vào đó tôi nghe tuần hát tôi sợ chứ, tôi nói tại sao mà dám hát vậy. Ông Tóc khỏe đó, ông Tóc khỏe đó, tôi là Tóc khỏe, tôi tuyên bố ly khai từ cậu. Tôi nghe tôi sợ quá trời, tôi còn hát sao mà dạ quá vậy, vì cậu đâu có tội lỗi gì đâu mà tuyên bố ly khai bắt bộ vậy, nguy hiểm quá nghe. Thì ra đó là cái tội hát, tôi là Pháp Khỏe, tôi xin tuyên bố ly khai vậy cậu. Bây giờ tôi là Tự Thông, tôi xin tuyên bố ly khai kiến thức. Kiến thức của ông Đạo An, ông bày ra phát hiện cái gì ra tu tập cho giỏi, không phát hiện cái thứ để mình nâng cao cái thè cánh, cái thái, cái đạo thái của mình, để rồi sanh ra tứ ngã, tứ nhân, tứ chúng sanh, tứ thọ giả tràn ngập, để rồi gì rồi chẹt hại nhau, rồi giết hại nhau cho chết chóc nữa đó. Cho nên là không lẽ là tôi làm cái tổ khác đó, tôi là Tự Thông, tôi xin tuyên bố ly khai với chi thức. Phát minh cái đó dở ẹt, phát minh cái đó để sanh ra đau khổ, chứ không có được gì cho những người tu sĩ hết. Bữa nay tôi nói câu này nữa là các vị ghét tôi nữa, giận lắm, Phật tử cũng lấy lòng ngạc nhiên nữa. Nhưng mà tôi nói đàng hoàng có cái điểm mà cho ba tôi đặt ra. Cái pháp danh mà mình đặt ra đó là cũng là một cái thứ, là cũng có địa vị đó, cũng có phe phái đó. Thế Đức Phật hồi xưa tôi nhớ ông có đặt cái tên cho ông Đạo Thích đó. Ông Sơ Đạo Pháp là cũng dòng dõi là Thu Tử, nhưng mà Thu Tử là cũng là dòng dõi vậy của ta vậy đó. Ông Bùa Kiệt Liên này cũng dòng dõi Bùa Kiệt Liên, là gọi là Thái Thúc Thị đó, dòng dõi vậy tên là Bùa Kiệt Liên vậy đó. Rồi tu Bồ Đề, rồi An Nang, rồi Ca Diếp, rồi gì, rồi khi mà đi tu cũng để tên đó, đại lão, trưởng lão Ca Diếp, trưởng lão Bồ Kiệt Liên, trưởng lão tu Bồ Đề, chứ không có để cái chữ thích gì hết trơn, dầu là Phật Thích Ca là dòng Phật Thích đấy. Cho nên phát minh một cái kiểu của ông Đạo An đó, tôi nghiên cứu rồi, dở ẹt. Phát minh những cái nguyên nhân đau khổ chứ không được lễ gì hết. Lần lần là tôi sẽ nói, tôi nhắc nhở để các vị thiền định, mà thiền định mới thấy nghe, chứ không thiền định không thấy đâu. Không thiền định, không chịu tư duy, là nghe tôi nói là nổi giận, là ghét. Là ghét là nổi giận, là căm thù gì đó, thì lỗ lã thôi. Tôi còn chỉ nữa, chỉ những cái sai trái,
để cho hàng ngũ đệ tử Phật chúng ta, nếu mà bình tâm khách quan suy gẫm, các vị sẽ loại bỏ được nhiều cái không cần thiết cho cuộc sống cực khổ bậy bạ mà không được gì hết. Cho nên cái này gọi là nhắc nhở, cho nên tôi nhớ gì tôi nhắc đấy à. Những cái nào có lợi cho đạo Phật thì tôi nhắc, còn cái nào nó bất lợi, nó có hại cho trên đường tu tập thì tôi nhắc. Cho nên là giảng như thế này là không gọi là thuyết pháp gì hết, gọi là nhắc nhở. Cho nên cái chữ chánh trì kiến này, mà nếu mà mình gọi tắt là tính kiến đấy, là một trong cái bát chánh đạo, mà cái đứng đầu trong bát chánh đạo. Mà nhắc tới cái chữ chánh kiến là cái số cái món đứng đầu trong bát chánh đạo, là tôi nhớ lại những cái ông mà tự cho mình là đại thừa, rồi chê cái giáo lý tinh tế của Phật dạy thì đó là giáo lý tiểu thừa đó. Tôi nhớ cái đó, tôi cũng giận như người ta giận tôi vậy đó. Anh nói ta bậy quá mà. Cái giáo lý của đạo Phật, cái giáo lý tinh tế là đủ cho anh là Phật đó, đủ cho chứng là Phật đó, mà anh dám chê là giáo lý đó là giáo lý tiểu thừa, còn anh phát huy là đại thừa. Đại thừa của anh là đại thừa phát triển đạo pháp gia beo, mượn chữ đại thừa để anh trồng vô trong đó, nói bậy bạ đủ thứ hàm và lằn, không có đạo lý gì đâu hết. Phát triển rộng rãi mà chẳng thà là ta có mỏ đất mà ta trồng cái thứ hoa quả là thu hoạch có giá trị, còn anh phát triển ra anh ra được 1000 mỏ đất mà anh giải bậy bạ cỏ cây rau cỏ bậy bạ thứ rẻ tiền đó, thì là 1000 mẫu đâu có bằng của ta có 1 mẫu. Cho nên cái đại thừa mà phát triển ra đạo pháp mình là da beo thì không có gì quý đâu. Cái chuyện chính kiến đó là một món ở trong bát chánh đạo. Anh có chính kiến chưa? Bây giờ tôi hỏi một câu vậy. Nếu anh cùng với chúng ta là đệ tử Phật, anh gọi là anh đại thừa, anh có chánh kiến chưa? Tôi nói ví dụ nghe đây là tôi cũng xin lỗi trước bây giờ. Phật giáo Trung Quốc cũng như Phật giáo Việt Nam bây giờ, bao nhiêu được anh có chánh kiến? Ai bày ra mỏ muốn cầm để tụng kinh, bày ra cái mỏ để đánh thì tụng kinh về đó có chánh kiến chưa? Ai bày ra những sâu chuỗi để niệm Phật mà phải có sâu chuỗi, không có sâu chuỗi là không gọi là cái người tu trình độ được. Ai bày ra cái đó chính trì kiến chưa? Ai bày ra niệm Phật hay nghèo khó quá mà không mua sâu chuỗi nổi đó, thì lấy cái miếng dùa hay là cái lon cũ gì đó niệm một niệm là bỏ hồng đậu, cái đó chính trì kiến chưa? Ai bày ra là cúng sao giải hạn, chánh trì kiến chưa? Ai bày ra cái câu phục nguyện phóng điều võ thuận quốc thời dân an, gia gia vô cơ cẩn chiêu xứ xứ hưởng thời bình chi lạc, phổ nguyện đàn na thí chủ tăng ít phước điền, âm siêu dương thái hải hà thanh pháp giới chúng sanh tệ thành Phật ở đảo. Đại thừa Phật giáo vậy đó, phổ nguyện vậy đó, chánh trì kiến chưa? Đấy, vậy mà trong bát chánh đạo người ta có cái chánh kiến người anh chưa nắm được mà anh dám chê giáo lý như thế là giáo lý tiểu thừa, còn anh là đại thừa. Này, tôi lần lần tôi chỉ hết cho tăng ni trẻ thấy,
chúng ta không có một nguyện gì nữa hết, một nguyện có được, một nguyện là chỉ là bằng hơi bằng nước bọt thì làm sao mà đem lại sự lợi ích cho phong điều cho võ thuật. Phục nguyện bằng hơi bằng nước bọt làm sao cho quốc thái dân an, làm sao cho thiên hạ thái bình được. Cho nên là cái lối mà dạy đạo về học đạo hành đạo như vậy là không phải tránh tri kiến. Tránh tri kiến đơn giản là phải học chứ ác mạt tác, chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, trong bốn câu đó đầy nhảy ý tứ, chứa đựng những cái tánh chất tính chỉ kiến ở trong đó. Còn mình tụng tùm lum kinh đem tụng ra cái rồi mình nói cũng kinh công đức thù thắng hạnh, kinh Phật giải để cho mình học cho mình đem ra mình tụng rồi mình nói là tôi tụng kinh vậy công đức thù thắng lắm nè, hạnh thù thắng nè, vô biên thắng phước dài hồi hướng, ở đây là cái phước vô biên, phước cao độ trong đó tôi đem tôi hồi hướng cái gì, phổ biến pháp giới cho chúng sanh. Tôi nguyện hết thải pháp giới chúng sanh nên là trong vũ trụ này tốc dẫn vô lượng và Phật sát ma bao cấp tốc tức tốc giảng sanh về cái cõi của Đức Phật Vô Lượng Quang. Anh nói làm sao chứ, anh đem cái điện vậy mà anh tụng vậy rồi anh lấy công đức tụng của anh rồi anh cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong pháp giới được giảng sanh về cái cõi Vô Lượng Quang của Phật A Di Đà, anh nói làm sao vậy? Anh có ngủ mơ mà anh không biết gì cho anh vậy hay sao? Cái bài cầu nguyện vậy nó gọi là có chất chi kiến sao? Không có được. Tôi nói cái đó là các vị nghe tôi buồn, tôi biết mà. Tôi biết mà, nhưng mà sự thật là cái đó là tôi đã học mà. Tôi đã học, tôi còn tán cái gì bỏ cả. Không kinh cộng đức thổ thành hạnh quấn đậu trên tròn cứ làm vậy đó ta, tôi làm được hết, làm cái đó nghe cái chơi càng sai còn xa rời đạo Phật dữ tận. Tán giỏi chừng nào, ăn vô nhiệt kèn tấm chừng nào lại càng xa rời đạo Phật. Mỗi ngày mỗi xa, mỗi lúc mỗi xa, mỗi hành động mỗi xa. Học như vậy không có tránh tri kiến. Chưa? 5:30 rồi. Bây giờ nói tới câu thứ hai, giảng pháp chúng ta phải thấy rằng phi hòa, phi hợp, phi nhân duyên. Cái này là phải học kinh Lâm Nghiêm mới biết đó. Giảng pháp là nói là nhân duyên là giáo lý đạo Phật đó nghe. Giảng pháp được coi đài này nó tự nhiên sanh lỏng trống rồi. Hỏi trên núi, biển, đất liền, trời mây, non nước, ai sanh? Cỏ cây hoa lá, ai sanh? Động vật, thực vật, khoáng vật, ai sanh? Mình nó tự nhiên sanh là không trúng. Không phải tự nhiên sanh, không trúng. Rồi mình nói nhân duyên sanh. Theo đạo Phật á, thì cũng trúng, mà cũng chưa gọi là trúng toàn diện được. Rồi trong cái Lăng Nghiêm nói là nó tự nhiên sanh là không chịu. Phật nói không có cái gì tự nhiên sanh hết, không có cái đạo tự nó sanh ra nó hết. Thì ông anh đang trả lời rằng vậy là theo con hiểu đó, Phật dạy không phải tự nhiên sanh, vậy là nhân duyên sanh. Phật nói gì chứ nhân cái nào mà duyên với cái nào, cái nào nhân với cái nào duyên với cái nào. Không có cái nhân nào duyên cái nào gì hết. Đó.
nếu cái nào là nhân thì nó là nhân đầu thì nó còn duyên ai được nữa, mà nếu nó là duyên thì nó là duyên rồi thì nó còn gì nhân với ai. Cho nên là nói nhân duyên sanh thì cũng không đủ. Rồi mình đang trả lời vậy là nhân tự nhiên Phật cũng không chịu, nhân duyên Phật không chịu gì là con hiểu rằng cái pháp là do hòa hợp sanh. Phật nói cái nào hòa với cái nào hợp với cái nào, thế nào gọi là hòa, thế nào là hợp, tìm cái hòa với cái hợp, cái nào hòa với cái nào hợp, cái nào suy ra ra cùng thì cũng không có cái nào hòa với cái nào, cũng có cái nào hợp với cái nào. Rồi nói vậy là các pháp không hòa không hợp, không hòa không hợp đi thì tại sao vũ trụ vẫn ở đó, nó chen chúc nó sinh trưởng lẫn nhau đó. Thế thì lý luận một hồi rồi là các pháp rồi, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, không phải hòa, không phải hợp, càng không phải là do một đấng siêu nhân siêu nhiên nào làm ra, mà các pháp phải nhìn vào pháp, đừng có nói gì hết. Sự thật là giáo lý mà mình hiểu đó, mình hiểu trên cái mặt mà bình diện của giảng pháp á, mà cái bằng giảng pháp và hữu vi á, là nhân duyên là chân lý đó nha. Nhưng mà đó là mình nhìn trên hữu vi, nhìn trên hữu vi pháp, nhìn trên sự vật hiện tượng thì anh nói hữu vi pháp là đúng. Nhưng mà Đức Phật mà nói rằng không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, không phải hòa, không phải hợp là Phật ý Phật muốn dạy anh phải nhìn, chẳng những nhìn trên hữu vi pháp mà các vị phải nhìn bên cái mặt vô vi pháp của nó nữa. Hiện tượng thì duyên sanh đó mà bản thể không gọi là duyên sanh được. Hiện tượng là hòa hợp sanh đã có, nhưng mà bản thể thì không phải hòa, không phải hợp. Đấy, do vậy cho nên là học cái câu này là phải học cái nghiêm đó. Giảng pháp bổn lai thì tánh tự nhiên quy hòa, quy hợp giả, quy không phải hòa, giảng pháp không phải hòa mà sanh, không phải hợp mà sanh, không phải nhân duyên mà sanh, không phải là tự nhiên mà sanh, mà giảng pháp phải nhìn bằng như thị, bằng cái tánh gọi là pháp dĩ như thị, chứ nói là không trúng. Bởi vì anh nói trúng, anh nói duyên sanh là trúng đấy, Phật cũng dạy duyên sanh mà. Duyên sanh là thí dụ như là cái tóc tôi uống nè, cái không uống nè. Thì nói rằng là do nhiều duyên. Do nhiều duyên sanh là do đất, do nước, do không khí, do lửa, do con người, do xe chở, nhân dân. Rồi do củi, do cái lò đốt hầm ra cái tóc về này nhân dân nè, thì nói nhân duyên sanh là trúng rồi chứ gì. Nhưng mà cái đó là anh nói trên cái mặt duyên sanh của hiện tượng của vật chất, chứ còn nó còn cái thể nữa. Còn cái đó là tướng và dụng đấy, cái tóc là anh nhìn tướng và dụng, mà đã là tướng dụng đó thì là nó phải có cái thể tánh của nó. Cũng như anh nói cái có là thì ngoài cái có ra, anh thấy cái có đó thì phải còn có cái tánh không của nó. Mà cái tánh không thì anh nói hòa hợp nhân duyên gì được, nói cái nào cho trúng. Do vậy cho nên là giảng pháp mà khó nói là vậy. Cho nên tôi có bài thơ tôi nhắc hoài, cái thơ đơn giản có gì vậy? Tôi chẳng có một biển phương thường trú, thường trú là thường trú chơi chứ mình có thường trú gì đâu. Nội cái mà trên mặt hiện tượng đây là tôi cũng về chỗ ở hồi từ nhỏ tới giờ nhiều lắm, nhiều tính, nhiều chỗ rồi, thì thường trú ở đâu?
Còn nói về mặt bản thể nữa thì mình làm gì, mình có thực trú. Mình là một hiện tượng nhỏ bé, một cái động vật của một cái thứ động vật trong động vật. Rồi những thứ động vật trong động vật đó nó lại là một phần ở trong cái của thực vật pháp vật. Thì có những thứ quy định nữa cơ. Do vậy mà tôi chẳng có một điều muốn thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Vũ trụ, tôi tiêu dao rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thứ gì tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ tôi phải nhìn giải pháp. Nó như vậy là để nó như vậy. Nó có cái tấm như vậy thì nó như vậy đó thôi, đừng nói gì hết. Cái tốt nó như vậy, cái bản thể nó như vậy, cái hiện tượng nó như vậy. Như thì tấm, như thì tốt, như thì thể, như thì lực. Công năng vậy, lực dụng như vậy, tạo tác của nó ra, điều kiện tạo tác nó ra như vậy. Mình nghe nói là duy tâm là duy vật, là đã duy tâm duy vật rồi, cả cõi nhau từng lúc rồi, cả thế giới rồi, rồi giờ còn duy thức, rồi còn duy linh, vậy là duy thức gì đây? Nó cái thức duy gì cho trốn đây? Đấy, nó chừng như bây giờ để tôi nói với các vị đó, không có duy cái gì hết, duy cái gì cũng đều không đúng. Nó có mà là không phải một thứ để cho mình nói cái gì đó. Mình nói là gì đó để sao cái tóc không trúng. Mình nói nó là gì nước để nó có cái tóc không trúng. Mình nói là gì lửa, bởi vì không có lửa là không có hầm cái tóc được. Vậy là gì lửa cũng không trúng. Thì mình nói là gì như không cũng không trúng. Mình nói là gì củi trên rừng, không có củi rừng lấy đâu mà đốt mà hầm cũng không trúng. Rồi mình nói là duy con người cũng không trúng. Con người đâu phải là có con người là có cái tánh đâu. Mà con người là cái gì? Con người là vậy đó chứ mà con người nó còn phải là duy, vậy là duy cái ốc của con người ư? Mà nếu duy cái ốc của con người gọi là duy ốc, cái đất này là duy ốc, thì là ai làm nó ra, ai đi lấy đất, ai đi móc về? Cho nên mình nói duy cái gì cũng không được. Cho nên tới ngày nay rồi đó, tôi nhắc cho ta đi trẻ rồi cái chuyện buồn cười của mình học ở đó, ôi học cãi dữ lắm. Học duy vật thì cũng học, rồi duy tâm mình cũng học, bởi vì ưng quán pháp giới tánh chứ thích duy tâm tạo, mình học duy tâm. Rồi cái rồi vài bữa đọc về luận duy thích, cái đó giảng pháp duy tâm giới duy tâm, giảng pháp duy thích, sẽ là duy thích nữa. Rồi bây giờ ta nói đủ thứ duy nữa. Rồi thì học hoài cái cỏ chứ. Mà bây giờ thì tóm lại là tôi nhắc cho tâm đi trẻ để ý là phải nhìn giải pháp qua cái tấm như vậy của nó. Đừng nói gì hết. Mà cái pháp qua gọi là thập như thị đó. Thập như đó. Mà nói mười cái như là nói vậy thôi, chứ còn nó nhiều cái như lắm, không có cái như nào nữa. Do vậy mà câu này là thi hòa, phi học giả, phi nhiên này. Cái này là mình phải học cái thủ lực nghiêm đó, mới dứt ra được vậy đó nghe. Hữu vô thực thích nha, phi tốt. Không có duyên cái gì được đó. Anh nó có. Anh cứ thiết này, thiết hữu vô, cho nên là có lúc mà Phật giáo mình chia là 20 bộ phái đó. Tôi học cần ai tôi 20 bộ phái đó chứ. Rồi mới lập ra một cái bộ luận gọi là dị bộ tâm luôn. Luận. À dị bộ tâm. Nghĩa là mỗi một tâm gì chủ trương. Chủ trương một kiểu. Ông là chủ trương hữu. Một cái tâm chủ trương là dạng pháp gia hữu. Cái tâm khác là chủ trương dạng pháp gia vô. Rồi thì cái tông khác là chủ trương phi hữu phi vô. Rồi cái tông khác là nói là duy tâm, duy vật, duy thức, vân vân, đủ thứ. Thôi cho tới bây giờ thì tôi nói các ông chỉ là những bọn mù rờ voi, tôi nói thẳng vậy đó. Tôi không nghe ông nào.
Ông nói gì gì đó là mù rời dõi. Cái anh mày đó, anh gọi chú con dòi cho anh, nó con dòi tôi biết rồi, con dòi vậy ạ, hỏi sao nó con dòi đó. Nó như con đĩa vậy đó. Nó gào từ ta tới dưới nhúc 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 cho là nó cho gì nó như con đĩa, nó có cái giòi. Rồi người khác nó gào xuống cái chân nó ố giòi, anh nói như cái giòi cái giòi con đĩa thì cái tật rồi, cái giòi nó là như cái cột vậy. Anh cắt rào cái trúng cái đùi nói con giòi gì mà như cái cột đó, tầm bậy con giòi nó như cái chổi vậy. Anh kia là khoa thai múa cho nó bậy á. Con voi là như cái mái nhà vậy đó. Rồi chúng ta cái hông con voi. Rồi nó, tụi mày nó bậy hết. Tao đây nè, tao biết rõ ràng là con voi nè. Nó như cái quạt vậy đó. Như cái quạt mò vậy đó. Rồi chúng lỗ tai nó do như quạt mò vậy đó. Thì nghĩa là nào rời gì thì nói cho cái. Tôi nghe cái chuyện đó tôi cười quá. Rồi rồi tôi nói ra cái rồi ta nói tôi là nói như giống như cô. Mà được thôi, mình nó không nói nữa. Chứ mù rồi do là anh Đạt cũng tự cho mình biết hết. Mà thì thật là mù. Chuyện đó là chuyện kinh Niết Bàn đó nha. Chuyện cái này người mù rồi do là chuyện của kinh Đại Bác Niết Bàn. Nói cái chuyện đó cho chúng ta biết rằng là chúng ta không khéo lại là chúng ta là kẻ mù rồi do hết. Do vậy mà khi hòa khi hợp giả thiên nhiên hữu vô tình thức giai phi xuống, nói có không trúng, nói không không trúng, nó không có không 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 trúng, nó hòa không trúng, nó hợp không trúng. Câu kết là vũ trụ càng không nhất thể chân. Đối với người đệ tử Phật mà có tư duy quán chiếu thiền định rồi thì vũ trụ càng không này đừng có đặt vấn đề gì hết á. Nó là chỉ có nhất thể thôi. Thể là gì? Đó là chân như. Chân như là gì? Chân là bất khả kiến, như là bất khả lập. Anh nói cái gì cũng không trúng. Mà anh muốn đánh đổ nó cỡ nào, anh chê ba cái cỡ nào cũng nó cũng không có sao hết. Mà anh tân bốc anh khen nó cỡ nào cũng không trúng gì hết. Nhất thể chân mà. Nó vậy là anh nhìn nó như vậy là trúng đó. Vì thì tánh, vì thì tốt, vì thì thể, vì thì lực, vì thì tác, vì thì nhân, vì thì duyên, vì thì quả, vì thì báo, vì thì bổ mà cứu cánh. Tánh của nhà Pháp nó như vậy, tốt nó như vậy, bản thể nó như vậy, hiện tượng nó như vậy. Thể chất nó như vậy, nhân như vậy, duyên nó như vậy, nó ra cái quả như vậy, rồi là cái nó như vậy, làm như vậy. Đó, phải nhìn vậy đó. Giờ thì cho nên là khi mà mình học cái tính chi kiến này là mình phải tập cái nhìn. Tập cái nhìn, quan sát trên hiện tượng, trên bên mặt hiện tượng. Bên mặt hiện tượng này, tôi xin nhắc lại, bên mặt hiện tượng này là các vị đệ tử Phật chúng ta. Nói là nhãn pháp duyên sanh là đúng nhất ra nghe. Vì mặt không gian á, nhìn bên mặt không gian mình nói nhãn pháp duyên sanh là đúng rồi đó, chân lý đó. Còn nhìn bên mặt thời gian mình nói nhãn pháp là nhân quả đó, hai cái đó là chân lý đó. Do vậy mà tôi nhắc một cái từ nữa, tôi biết là anh đi thì mà nếu không chịu học kỹ là các vị nghe không có nổi cái chữ mà ngã tướng nhân tướng đó, là các vị có thể dễ hiểu đó. Đây là kim kim cang đó nha, kim mắt nhã đó nha. Ngã tướng nhân tướng các vị có thể gì mà cái chữ chúng sinh tướng thì họ nhà tướng là các vị coi chừng đấy, không phải thiền định sâu xa sâu sắc. Sâu xa là các vị không hiểu được cái chữ thì chúng sinh tướng họ nhà tướng. Cả ngàn năm rồi tôi đọc nát sách, tôi chưa thấy người ta nói cái chữ ngã tướng ở chữ chúng sinh tướng thì họ nhà tướng. Ta nói càng dần càng dần càng dần, người ta gọi là kim cang chiêu gia mà cũng nói càng dần càng dần vậy. Không hiểu chúng sinh tướng thì họ cho tướng là cái gì. Sự thật là chúng sinh tướng là các gì mà hiểu đó là
là cái tướng không gian đó, nhìn nhạc pháp mình mặc không gian đó. Còn cái tiêu thọ giả tướng đó là hãy nhìn nhạc pháp mình mặc thời gian đó. Cái đó là phải thiền định ra. Còn không mà các vị nghe các vị nói tôi cũng là một người nó bậy, cũng giống như tất cả những người nó bậy, cũng không sao. Nhưng mà các vị để tâm thiền định thì các vị sẽ thấy có lẽ đó. Nói nhiều quá rồi. Tôi có thể nói với các vị hoài, nói hoài được hoài. Nhưng mà nói, viết nó dài, ta nói mình nói dài, nó dở. Nói tốt bây giờ, ta có người nghe, có người nghe, có nỗi phiền não vô minh, sơ trần sao hoặc cũng có. Thôi thì nhắc nhở vậy đó. Tới đây được rồi đó. Hy vọng rằng là Phật tử gần xa nghe và phải tập thiền định nha. Tăng cái trẻ nghe cũng phải tập thiền định nha. Còn không tư duy, không thiền định là tôi sai đấy. Cho nên là tôi buồn cái ông mà cái ông tổ trong tịnh độ mà tổ thứ sáu là ông Vĩnh Minh Diên Thọ lắm rồi nha. Cái ông đó nó bậy dữ lắm rồi, và tôi chỉ bậy của ông cho các vị nghe. Không bao giờ là tôi chỉ là trúng lắm. Nhưng mà các vị, nếu mà các vị minh, các vị gọi nó là tổ, các vị giận tôi cũng có, không sao hết. Mà ông tổ đó nó bậy dữ, ông đó không biết tịnh độ là gì, mà cũng không biết thiền là gì. Học Phật bì bổng, lẹp, xẹp, bậy bạ. Thành ra ông Vĩnh Minh Thiên Thọ là theo 13 ông tổ là ông làm tổ thứ sáu. Mà ông là tôi cho là cái người có tội lỗi rất nhiều. Bởi vì ông dám viết cái câu là hữu thiền mà vô tịnh độ là thập nhân đủ số lộ. Ông bảo rằng tu tịnh độ mới là chính xác. Phải vậy. Niệm Phật tịnh độ, niệm Phật A Di Đà, tôi vẫn niệm mà. Nhưng mà cái kiểu Phật A Di Đà của tôi niệm là cái sự thành công rực rỡ. Hiện tại chắc không phải như ông Vĩnh Minh Diên Thọ. Còn như tu thiền, tôi đảm bảo với tất cả mọi người, các vị nghe tôi đi, không bao giờ có cái vụ tu thiền mà sai mà lạc gì cả. Chẳng qua là thành công nhiều hay là ít, thành công 100% hay là 80%, 70%, 60% là tùy theo cái sự dụng công, cái sự phát huy là tuệ giác của các vị, chứ không có cái vụ sai lạc gì hết. Không có cái chuyện thô lộ như là cái ông Vĩnh Minh Diên Thọ nói đâu. Không tu thiền không có thập nhân cửu thô lộ được. Nói cái đó là nó bậy. Nói cái đó là tội lỗi với Đức Phật vô cùng. Phật Thích Ca là trọn đời Phật Thích Ca tu thiền thành đạo là do thiền định mà ra, mà ông dám nói là tu thiền 10 người là lầm lỗi sai phạm thất bại hết chính là sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật là niệm vô lượng quang, vô lượng thọ đó, niệm không gian và thời gian vốn thanh tịnh đó nha. Cho nên tôi xin ngừng ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc các vị Phật tử gần xa cũng như thân đi trẻ luôn luôn niệm Nam mô A Di Đà Phật không sao hết. Nhưng mà Nam mô A Di Đà Phật đó là niệm cái tướng không gian thanh tịnh diễn diễn từ xưa nay, niệm cái tấm thời gian thanh tịnh diễn diễn từ xưa nay, đó là nghĩa của Phật Di Đà, là vô lượng quang vô lượng thọ đó. Nam mô A Di Đà Phật. Xin dừng ở đây.